À, kính thưa quý vị, những hình ảnh quý vị đang thấy đó là tòa cóp bỏ hoang gần một thập kỷ ở Sài Gòn đang được thi công trở lại. À, liệu nó có được hồi sinh? Thì đây là tòa cóp cao thứ ba ở thành phố Hồ Chí Minh và được biêu ríu là làm xấu đi bộ mặt của thành phố Hồ Chí Minh bởi lẽ nó trơ trụi trong 10 năm nay. Thì khá bất ngờ trong một tuần trở lại đây thì tòa nhà Sài Gòn One Tower tòa tạc tại góc Võ Văn Kiệt, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng bất ngờ có công nhân thi công trở lại khiến người Sài Gòn tò mò. Thì quý vị cũng biết dự án Sài Gòn One Tower có tổng mức đầu tư là 256 triệu đô, tương đương là 5.000 tỷ, được khởi công vào năm 2007 và được từng kỳ vọng trở thành tòa nhà cao thứ 3 tại thành phố, theo dự kiến hoàn thành vào năm 2009. Tòa cao ốc Sài Gòn One Tower tọa lạc tại vị trí đắc địa bên sông Sài Gòn, được kỳ vọng là tòa nhà cao thứ 3 của thành phố Hồ Chí Minh, Công trình cóp này được xây dựng giữa chừng rồi tạm ngưng hơn 10 năm đến ngày nay. Tuy nhiên, sau đó thời điểm hoàn thành dự kiến của tòa cóp liên tiếp dời từ năm 2009 sang 2013 rồi sau đó không thấy thi công trở lại. Sau 10 năm xây dựng được khoảng 70% thì bỏ giữa chừng. Hiện tại có những dấu hiệu cho thấy là tòa nhà đang được thi công trở lại. Hình ảnh tòa nhà bệ vệ trơ trọi và hoang vắng, án ngữ giữa khu đất vàng đã quá quen thuộc với người dân thành phố Hồ Chí Minh và ai cũng hy vọng nó sớm được hoàn thành để bộ mặt đô thị khởi sắc hơn. Theo quan sát, hàng chục công nhân và kỹ sư xây dựng đến đây làm việc hàng ngày, chốt bảo vệ cũng được dựng lên từ bên trong công trình để kiểm soát người ra vào. Công trình đã hoàn thiện phần thô và một phần kính xung quanh tòa nhà đã lắp đặt nhưng hiện tại đã cũ và xuống cấp do bỏ hoang nhiều năm. Mấy năm nay đều bỏ hoang chỉ thấy đóng cửa hàng rào chứ bên trong không có ai làm việc và cũng ai không ai trông coi. Những ngày gần đây thì thấy công nhân vào, công trường cũng nhộn nhịp. Theo người dân gần tòa nhà Sài Gòn Tower, thỉnh thoảng có xe trộn bê tông chạy vào và ra công trình. Được biết tòa nhà này sẽ được tháo dỡ phần kính cũ bên ngoài để thay mới. Một công nhân sau khi tan ca công trình cho biết những ngày qua họ làm việc tại tầng trệt và các tầng 2, tầng 4 của tòa nhà, còn các tầng trên vẫn chưa thi công. Kính thưa quý vị, dự án này thì có một khuôn viên là hơn 6.600m, mặt độ xây dựng 46% với quy mô là 41 tầng, không tính 5 tầng hầm và 3 tầng kỹ thuật. Theo thiết kế thì công trình cao 185m, gồm khu căn hộ 180 căn và khu văn phòng. À, với những dấu hiệu thi công trở lại thì hy vọng cao ta, cao ốc này à, nó nằm gần kế với cao ốc à, Bitexco Tower, trung tâm tài chính. À, và nhìn ra sông Sài Gòn thì sẽ tạo ra một bộ mặt mới của thành phố khác với 10 năm qua mà cao ốc này đã cho đi một bộ mặt xấu xí ở khu vực đất địa này. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi những thông tin này của Bitreal. À, Bích sẽ đồng hành với quý vị những thông tin về thị trường bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận. Xin cảm ơn và hẹn lại. Xin trân trọng kính chào.